mà trồng thân gỗ. Ngày xưa, có vị hoàng tử Alex, ngay từ khi sinh ra, đã bị mụ phù thủy ác độc trong vương quốc gieo lên một lời nguyền kỳ dị. Hoàng hậu đã sinh hạ một hoàng tử sao? Vậy thì, umbala, hễ hoàng tử Alex của vương quốc này chạm chân xuống đất thì sẽ bị ta khống chế. Umbala, chỉ cần chạm chân xuống đất, đứa bé này sẽ bị ta khống chế. Không, không, không được làm hại con trai của ta. Kẻ phá ngang lời nguyền của ta chỉ có thể nhận lấy cái chết mà thôi. Thiếp không thể gắng gượng được nữa. Xin đừng bao giờ để hoàng tử chạm chân xuống mặt đất. Vì như thế, con sẽ bị một mụ phù thủy ác độc khống chế, và mụ ta sẽ làm hại con rất nhiều. Hoàng tử Alex vì thế được cả vương quốc gọi là hoàng tử không chạm đất. Hễ ra khỏi cung, chàng luôn trên mình ngựa. Hoàng tử, xin người hãy cẩn trọng, mau chia ra khắp các hướng tìm bằng được hoàng tử. Thưa đức vua, chúng thần đã lục tung cả khu rừng, nhưng hoàng tử dường như đã biến mất ngay khi vừa ngã ngựa chạm đất. Trời ơi, đứa con tội nghiệp của ta. Phải mất 18 năm ta mới tóm được nhà ngươi. Giờ nếu không tuân theo mọi mệnh lệnh của ta thì ngươi đừng hòng giữ mạng. Cầm cái rìu này, đi qua cây cầu trước lâu đài đến khu rừng bên kia hồ, chặt hết cây trong hôm nay, và tuyệt đối không được nói lời nào với con bé tóc xù trong đó đấy. Bà nói gì vậy? Đây là một chiếc rìu bằng thủy tinh mà, sao có thể... Nếu không làm được, ngươi sẽ thành nô lệ cho ta suốt kiếp. Không có gì trong tay, sao có thể chặt hết cả khu rừng? Lẽ nào số phận đã định đoạt, mình phải làm nô lệ cho mụ phù thủy? Phải tìm được cây rừng nào đó sắc nhọn như lưỡi kiếm, biết đâu đấy lại xẻ được gỗ. Không có cái cây nào như vậy trong khu rừng này đâu. Tuyệt đối không được nói lời nào với con bé tóc xù trong đó. Nếu người làm gì trái lời ta thì đừng trách phải bỏ mạng. Có phải chàng bị mụ phù thủy trong lâu đài ma mị bên kia cây cầu mây khống chế hay không? Chàng cũng giống như ta, ta sống một mình trên núi tuyết. Mùa đông năm ngoái bị mụ phù thủy bắt về. Ban đầu mụ dạy cho ta nhiều chiêu phép, muốn ta thành con nuôi của mụ. Nhưng sau bị ta chống lại những việc làm trái đạo lý của mụ, mà bị nguyền nhốt vào cánh rừng này nè. Xin chia buồn cùng với nàng, nàng đừng vội thất vọng. Chắc chắn rồi sẽ có cách. Mụ phù thủy đó đã dúi vào tay ta lưỡi rìu thủy tinh và bắt ta đến đây, chặt hết cánh rừng này. Rìu thủy tinh vừa giơ lên đã vỡ vụn, nhưng ta đang cố tìm ra thứ gì đó sắc bén để chặt được gỗ. Việc này ta có thể giúp cho chàng. Rìu thủy tinh đó không phải là rìu thường đâu. Chàng vung chặt, nó sẽ vỡ. Nhưng chỉ cần nhặt ghép lại lần nữa, nó sẽ liền lại thành cái rìu đặc biệt. Chỉ cần đặt dưới gốc cây rừng sẽ tự đổ. Thì ra là vậy, để ta xem thử. Ôi, thật là một lưỡi rìu thần kỳ. Ngươi, cây rìu của bà thật thần kỳ đấy. Chỉ cần đặt dưới gốc cây là cây tự đổ. Ngươi cũng khá đấy. Nhưng chưa xong đâu, ngày mai hãy tiếp tục dùng rìu xẻ tất cả số gỗ từ cây rừng đi. Trời ơi, chẳng xẻ được gỗ, lại có thân cây mới xuất hiện. Chàng phải để cây rìu song song với thân cây gỗ, chỉ cần như vậy nó sẽ tự xẻ ra. Tuyệt quá, cảm ơn nàng đã chỉ cách cho ta. Vẫn như lần trước, hãy một mực nhận rằng chính chàng đã xẻ gỗ nha. Nói thật đi, trong rừng ngươi có nói chuyện với con bé tóc xù hay không? Tôi có nhìn thấy cô ta, nhưng bản thân cô ta còn tránh né tôi, thì sao có thể bắt chuyện được đây? Được lắm, nếu ngươi đã nhanh trí như vậy thì ngày mai hãy xây một tòa lâu đài trong rừng làm bằng số gỗ ngươi đốn ra, và hãy mời con bé tóc xù vào trong đó. Để tôi thử. Một phụ thủy nói vậy
là bà ấy đã biết ta giúp chàng rồi. Vậy bây giờ ta phải làm gì? Dù thế nào ta cũng sẽ không làm liên lụy đến nàng đâu. Trước hết giờ chúng ta cứ dựng lâu đài đó lên đi, ít nhất cũng có thể đánh lạc một chút ít để tìm đường chạy trốn. Chàng hãy tập trung củi đã đốn thành một đống lớn đi. Được. Được lắm đôi trẻ, đừng hòng thoát khỏi tay ta. Mụ phù thủy chắc chắn sẽ bị cuốn vào cái cửa chói sáng trước lâu đài. Nhưng lúc đó chàng và ta hãy chạy thật nhanh về hướng cây cầu mây. Khá lắm, cô con gái nuôi hùng của ta. Nếu ngươi dùng sự tinh nhanh này để phục vụ ta thì sẽ không có kết cục này rồi. Gã hoàng tử không biết nghe lời và con bé tóc xù kia, thời khắc của các ngươi đã đến rồi. Ê, dám đánh lạc hướng ta, làm sao ngươi có thể vượt qua được cây cầu mây nếu không có sự cho phép của ta? Nguy rồi, bà ta đang tới rồi kìa. Chàng hãy chịu khó một chút nha. Ta cũng học được từ bà ta ít phù chú, giờ chỉ còn cách biến hình thôi. Dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ nàng ấy. Trò biến hình trẻ con này làm sao có thể qua mắt được ta. Không ngờ việc xuất hiện một chàng trai nguyện chết vì cô gái đã làm cho lời nguyền của mụ phù thủy là bắt nhốt cô gái trong rừng bị hóa giải. Mụ phù thủy bị lời nguyền phản lại, chính mụ bị nhốt trong khu rừng mãi mãi. Hoàng tử và cô gái thì tìm về quê hương của chàng, đoàn tụ cùng vua cha. Họ làm đám cưới linh đình và chung sống hạnh phúc mãi mãi. Bài học nhớ đời. Chúng em chào cô ạ. À, cả lớp ngồi xuống. Cô kiểm tra bài cũ nhé. Chết rồi, tao chưa học bài. Tao cũng vậy, cô gọi trúng tên là chết ạ. Mời em Nguyễn Đức Sơn lên bảng. Dạ, em ạ. À? Ừ, mời em lên bảng. Ôi dạ, đau bụng quá. Em làm sao thế? Ôi, bụng của em đau quá. Cậu không sao chứ? Em có đau lắm không? Có cần vào viện không? Cô ơi, chắc bệnh đau dạ dày của bạn Sơn tái phát rồi. Để em đưa bạn ấy về nhà. Dạ, đúng rồi ạ. Cô cho bạn Hùng đưa em về ạ. Hùng đưa bạn về được không? Hay để cô đưa về? Dạ, được cô ạ. Nhà bạn ấy xa lắm. Cô đưa về thì mất cả buổi. Nhà em lại gần nhà bạn ấy. Để em đưa bạn về, cô cứ yên tâm đi ạ. Đưa bạn về cẩn thận nha Hùng. Thằng này thế mà khá, tình huống bất ngờ thế mà vẫn phối hợp quá chuẩn. Dạ còn sớm, đi làm vài trận không? Ok luôn, sao gì? Dạ chào chị, đây có phải là nhà của cháu Sơn không ạ? À? Tôi là cô giáo của cháu Sơn. Ừ, chào cô giáo, mời cô vào nhà chơi. Cháu Sơn đã khỏe chưa chị? Ở lớp cháu Sơn có chuyện gì à? Cháu đã đi học về đâu cô? Sao cơ? Cháu Sơn vẫn chưa về à? Không biết hai đứa nhỏ có chuyện gì không nữa. Lẽ ra mình nên đưa Sơn về. Hôm nay vui quá, ngày mai lại thế nha. Thì ra là hai đứa nó. Ờ, cô, chúng em chào cô. Hai em giỏi thật, dám lừa cô và các bạn để trốn học đi chơi. Các em về viết ngay bản kiểm điểm và xin chữ ký phụ huynh ngày mai nộp cho cô. Hôm nay cô tiếp tục kiểm tra bài cũ nhé. Ôi da, đau bụng quá. Cậu làm sao thế? Lại định diễn tiếp hả? Tớ đau thật mà. Thưa cô, bạn Sơn bị đau bụng ạ. À? Các em lại định giở trò gì nữa đây? Lần trước đã thế, lần này lại vậy à? Đau quá. Cô ơi, bạn ấy đau thật đấy ạ. À? Thôi, đừng làm trò nữa. Các em lại muốn trốn học, trốn kiểm tra bài cũ chứ gì. Tôi không tin đâu. Cô ơi, bạn ấy đau thật đấy ạ. À? Cô mau cho bạn ấy lên phòng y tế đi ạ. À? Sơn ơi, cậu làm sao thế? Sơn à,
Em tỉnh rồi hả? Sao em lại nằm đây ạ? Đây là phòng y tế. Em bị đau dạ dày, rồi còn tụt huyết áp nên bị ngất trên lớp. Cô đưa em xuống đây nè. Em không sao là tốt rồi. Cô xin lỗi nhé. Cô đã không tin em đau bụng thật nên đã bỏ mặc em đến tận lúc em ngất đi. May mà đưa vào viện kịp, chứ không thì... Em đừng lo, mọi chuyện ổn rồi. Ba mẹ em đang trên đường đến đây đó. Không, cô không có lỗi gì cả. Là do em đã nói dối trước nên cô mới không tin. Em xin lỗi cô. Em biết lỗi là tốt rồi. Em đã thấy tác hại của việc nói dối chưa? Một lần bất tính là vạn lần bất tin. Em không muốn người khác mất lòng tin về em chứ. Em hiểu rồi ạ. Lần sau em sẽ không nói dối thế nữa đâu ạ. Mưu của Trạng Quỳnh. Mấy hôm nữa sứ thần nước Đại sẽ sang thăm nước ta. Trong số các khanh, ai có thể đảm nhận trách nhiệm tiếp đón? Bẩm, thần xin được lãnh trọng trách ạ. Việc tiếp đón lần này không hề đơn giản, khanh biết nên làm thế nào chứ? Bẩm, thần biết sứ giả này rất hống hách hợm hỉnh, coi thường dân ta. Thần sẽ đóng giả thành một dân thường, tùy cơ ứng biến với hắn ạ. Tốt lắm, ta tin tưởng ở khanh. Qua con sông này là vào đến kinh đô của nước Nam rồi. Xin mời đoàn sứ giả lên đò vào kinh. Được, đi nào. Không hề gì, không hề gì. Đây chính là sấm động nước Nam. Phải. Đúng là hống hách, láo xược mà. Coi thường dân nước Nam ta quá. Mưa qua biển Bắc. Tên lái đò quen này mà cũng biết đối đáp ăn miếng trả miếng thế à. Nhà ngươi dám, sấm động trước, ác sao sẽ có mưa. Được trời là thế mà. Mời đoàn sứ vào ý kiến chúa thượng ạ. Thì không gặp tên lái đò rước bực vào mình, phải làm khó chúng mới hả giận được. Ta mà phải đi qua cánh cửa bé tí này à. Mau mở ngay cổng chính ngọ môn để rước ta vào. Thưa sứ thần, cổng chính ngọ môn chỉ dành riêng cho hoàng thượng của chúng tôi ra vào. Còn tất cả mọi người trong thiên hạ cũng đều vào theo lối này. Ai trái lệnh sẽ bị chém đầu ạ. À, vua tôi lũ bay quá là hỗn xược. Ta đường đường là sứ thần của đại quốc, đã xưng hùng xưng bá ở phương Bắc xưa nay. Lẽ nào không bằng một hoàng thượng ở cái xứ Nam nhỏ bé này sao? Dám thưa quan sứ, nước lớn có vua nước lớn, nước nhỏ cũng có vua nước nhỏ. Đã là sứ thần thì ở bất cứ đâu cũng là sứ thần, không thể so sánh với vua được. Nước chúng tôi tuy nhỏ nhưng kỷ cương rất chặt chẽ, bởi vậy không thể làm trái được. Đã thế ta không vào, xem các ngươi làm gì được ta. Sớm muộn thì cũng phải mở cửa chính trước ta thôi. Lại tên lái đò, sáng nay đã chơi mình một vố, bây giờ hắn lại ở đây, không biết định giở trò gì. Ơ, sứ thần đại quốc cũng ở đây à? Này, quan sứ, ngồi bó gối làm gì đấy? Đi dạo chơi kinh đô một vòng đi. Ui da! Láo xược, sao nhà ngươi dám? Đố quan sứ đuổi kịp tôi đấy. À, thằng hỗn xược, đứng lại, tao mà bắt được mày thì... Quan sứ chạy chậm quá đấy, nhanh nữa lên nào. Tao sẽ bắt được mày cho coi. Tên kia, sao đang chạy lại dừng đột ngột thế hả? À ha, sứ thần đại quốc đã vào trong cung để ý kiến chúa thượng rồi, mọi người ơi. Hả? Đã vào trong rồi à? Sứ thần đã vào trong cung rồi, không đợi mở cửa chính ngọ môn nữa sao?
Chẳng lẽ bây giờ lại chui ra rồi đòi vào cổng chính sao? Được lắm, người nước Nam đúng là không tầm thường. Trạng Quỳnh, cháu giỏi lắm, thật không hổ danh là vị quan trạng của nước Nam ta. Thước phim tự nhiên nhất. Xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu đến với hội thi nữ sinh thanh lịch của trường Phổ thông Trung học Bang Bay. Hôm nay, chúng ta hân hạnh được chào đón đạo diễn trẻ Lê Văn, là học sinh cũ của trường, cùng các đồng nghiệp của hãng phim Tài liệu Sự thật, đến quay cảnh hội thi để dùng cho dự án phim mang tên Muôn mặt vẻ đẹp phụ nữ Việt. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Và sau đây, xin mời các thí sinh bước vào tiết mục dự thi trang phục tự chọn. Các anh cố gắng chú ý các điểm nhấn, đặc biệt là thần thái, cách trình diễn của các thí sinh nhé. Mình đoán chắc hôm nay chị Liên lớp 12A sẽ giành giải nhất. Không, mình đoán là bạn Lan ở lớp 11C cơ. Xem bạn ấy trình diễn tự tin chưa, không thấy cả trường ồ lên đấy à. Không biết là ai sẽ là nhân vật chính trong phim tài liệu của đạo diễn Lê Văn nhỉ? Các bạn là những thí sinh xuất sắc được ban giám khảo bình chọn trong hội thi hôm nay. Trên tay các bạn là câu hỏi của phần thi ứng xử. Kết quả phần thi này sẽ quyết định ai là người xuất sắc nhất. Em xin trả lời câu hỏi. Điều gì là quan trọng nhất với bạn? Đối với em, điều quan trọng nhất không gì khác đó chính là gia đình, nơi chốn ấm áp, thiêng liêng nhất, nơi khởi nguồn của mọi tình yêu. Nếu đoạt giải trong hội thi hôm nay, em sẽ tham gia thật nhiều hoạt động từ thiện để giúp đỡ cho những người khốn khó xung quanh mình. Những thước phim này sao cứ na ná giống nhau, đẹp đấy, mà vẫn bị thiếu một cái gì đó. Nụ cười của cô gái này thật hoàn mỹ, nhưng đậm vẻ trình diễn. Có lẽ bộ phim này mình cần thứ gì đó giàu chất hiện thực hơn. Xin cảm ơn quý vị đã đến với cuộc thi của chúng tôi. Chúng ta về thôi, về lọc lại, cân nhắc xem dùng những cảnh nào. À, xin cho giả chút tiền lẻ mua gạo. Các anh mau quay giúp tôi cảnh này. Bạn có sao không ạ? Bạn có bị đau ở đâu không? Bà không sao, cảm ơn cháu. Bà đi về cẩn thận nha. Ừ, tạm biệt cháu, bà đi đây. Sao anh không thấy em trong cuộc thi hôm nay? Ờ, em chào anh đạo diễn ạ. Em thấp bé thế này thì làm sao là thí sinh được ạ? Em chỉ là người chuẩn bị phục trang cho các bạn thôi. Đây chính là nữ sinh thanh lịch nhất. Vậy là mình đã có được thước phim cần thiết cho dự án phim tài liệu Muôn mặt vẻ đẹp phụ nữ Việt rồi. Sự hối hận muộn màng. Em làm gì vậy? Ai cho viết linh tinh vào vở của chị? Em đang tập viết mà. Biết gì mà viết? Học được mấy chữ thi tô viết được gì chứ? Trời, em làm cái gì thế này? Đây là bài kiểm tra chị làm sáng nay. Em viết linh tinh thế này, ba chị lấy gì mà nộp hả? Lại còn khóc hả? Oan lắm sao mà khóc hả? Em muốn viết thôi mà. Viết cái gì? Đã đi học đâu mà đòi chứ? Trời ơi, ước gì được ở nhà một mình có phải sướng không chứ? Chị đi chơi, cho em ở nhà thích làm gì thì làm. Chị đừng để em ở nhà một mình, cho em đi chơi với. Em sẽ không viết vào bài của chị nữa chị ơi. Sao cậu không ở nhà mà học?
ra đây làm gì? Úi trời, nhắc mà thấy tức. Ở nhà có thằng nhóc nghịch như quỷ sứ ấy, mình không thể nào học được. Mình thấy em Tuấn nhà cậu cũng ngoan đấy chứ, đâu có nghịch. Thôi, cậu thích thì mình cho, mình chả thích, thà có một mình còn sướng hơn. Hoa, Hoa, cậu về nhà ngay. Có chuyện gì mà cậu hớt hả như gặp phải ma đấy? Cậu về ngay, có chuyện xảy ra với em Tuấn rồi. Trời, tưởng chuyện gì, chắc lại ngã chảy máu chân chứ gì, chuyện thường ấy mà. Không, không phải, em cậu bị ngã xuống ao, nghe nói là bị nặng lắm. Cái gì? Em cháu. Sao cháu lại để em ở nhà một mình? Đến nỗi bị ngã xuống ao vậy? Ba mẹ cháu mang em lên bệnh viện rồi, không biết có qua khỏi không đây? Giờ cháu vào nhà lấy tạm bộ quần áo cho em Tuấn, bác chở lên bệnh viện xem em có sao không. Khổ, lúc đi quần áo ướt sũng hết. Em ơi, chị xin lỗi, em đừng đi. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.